Vâng, cho anh em thẩm hai cái quả bình phú quý đây. Phải nói là anh em thử nghiên cứu xem hai cái quả bình phú quý này xem là nó có xứng đáng để anh em trưng bày không. Đầu tiên thì chia sẻ cho anh em cái loại bình phú quý gọi là rồng bay phượng múa này. Một cái quả gọi là rồng bay phượng múa. Đây, anh em nhìn thấy rồng bay phượng múa là gì chưa? Đã bao giờ anh em nhìn thấy không? Cái loại mẹ nhìn này, bay theo hình vuông cũng có này. Đấy, ở giữa này nu này. Đấy, này anh em nhìn này, trông giống kiểu con lọc lọc này. À không? Đấy. Này, kiểu ngôi sao này. Chưa bao giờ có cái loại lu kiểu này. Vần mây này. Sóng này. Đấy. Anh em nhìn thấy chưa? Này, anh em nhìn thấy giống mẹ gọi là rồng bay phượng múa chưa? Như một dòng sông chưa? Này. Lượn chưa? Giống một dòng sông chưa? Anh em nhìn thấy cái loại này bao giờ chưa? Chưa bao giờ tôi nhìn thấy cái loại lu kiểu này. Anh em nhìn thấy này, giống mẹ dòng sông chưa? Chạy xung quanh chưa? Đẳng cấp chưa? Đấy, điểm nguyệt chưa? Này, mắt rồng mắt phượng nhìn thấy chưa? À. Đấy. Đã bao giờ nhìn thấy cái loại này chưa? Không khác gì vẽ này, vẽ như kiểu cổng Vạn Lý Trường Thành này. Vẽ như kiểu ngôi cái mũ của vua này. Đây anh em nhìn này. Đây. Nhìn cái lớp này này. Xong nhìn cái kiểu vẽ giống coi của vua chúa chưa này. Đấy. Mũ của vua chưa? Vân của nó gọi là đỉnh chưa? Đỉnh của chóp chưa? Không một lỗi vết gì. Này. Giống dòng sông chưa? Ôi giời. Dòng bay phượng múa. Giống dòng bay phượng múa chưa? Này, lu. Quả này thì nói thật với em là cái loại này nếu mà ra thiên hạ mà nhìn thì đúng là nó là vô giá cái loại này. Kinh khủng. Điểm lu đẳng cấp. Chưa bao giờ có cái loại nào mà lại khủng khiếp như này. Cái cục này thì nó là lu gỗ lu nghiến hay người ta gọi là ngọc nghiến. Nhưng mà ít khi tìm được cái loại như này. Hầu như là phải nói là hầu như từ trước đến nay chưa bao giờ có cái loại nào như này đẳng cấp đến một cái mức độ mà không tưởng tượng. Đấy. Không tưởng tượng. Đẹp dã man. Đấy. So sánh sang cái quả của cái ông lu kháo đây, vân lu đây, kiểu dáng đây, anh em nhìn chùm bình đây. Đấy, lu này. Kín hết. À, trên đỉnh này tỏa sáng này. Lu. Đấy. Anh em nhìn kỹ chưa? Trưng bày lên thì nó mới đẹp được đúng không ạ? Hàng chơi sành ấy thì chúng ta nên lựa chọn những cái loại kiểu vừa là dáng đẹp này, vừa là cái vân lu của nó. Đấy. Như là cái vân lu của nó trông các cái điểm sụn tía này của nó đuổi này. Đây là lên chun như núi này. Đấy. Sóng xô vỡ bờ này. Tia sáng này. Đấy, anh em nhìn này. So sánh đi. Một thằng là lu kháo này, màu vàng hơn này. Đấy. Một thằng là ông lu nghiến này. Đấy, anh em cứ so sánh đi. Cần thì liên hệ đến số điện thoại 0968152070. Đấy, nhưng mà chia sẻ cho anh em thì cái tầm cỡ để mà nói đến cái dòng này mà để mà đạt được những cái lu hoa đỉnh của chóp như thế này thì anh em cứ nghiên cứu. Ít khi anh em gặp được cái loại như này lắm. Cho nên là khi mà chúng ta sở hữu được nó thì đó là một cái giá trị. Đúng không ạ? Đó là một cái giá trị. Đấy. Cho nên là mình luôn cảm thấy hoa mắt về cái loại lu này. Đỉnh của chóp luôn. Này, nhìn. Không một tì vết. Mà nó đẹp thiên thần luôn. Đấy, anh em cứ nghiên cứu nhá. Đến với trung tâm đồ gỗ Văn Sáu anh em nghiên cứu giá hợp lý. Trong khi đó là những cái sản phẩm siêu đẹp rồi.